đội chuyên cần Sở Di Dân bắt được một phụ nữ Indonesia họ Lý sau khi sang Đài Loan lấy chồng và đã nhập được quốc tịch, thì bắt đầu làm công việc môi giới việc làm phi pháp cho lao động nước ngoài. Mặt khác cũng tìm người Indonesia sở tại hùng tiền đến Đài Loan thành lập công ty trá hình và mở tiệm tạp hóa để chuyển tiền phi pháp. 6 năm nay đã chuyển được hơn 10 triệu đài tệ. Đội chuyên cần huyện Vân Lâm cho biết, qua điều tra phát hiện người phụ nữ họ Lý này đã dùng hơn 100 dữ liệu mạo danh để giúp những lao động mất liên lạc chuyển tiền về nước, hòng tránh việc người chuyển tiền thật bị truy bắt và để kiếm lời từ việc chuyển tiền. Sau khi bị xét hỏi, nghi phạm đã phải nộp 100.000 đài tệ tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Đồng thời, bản đội hú ý, nếu mà tại Đài Loan, những sư liên, dự kỳ của ngoại lai dân khẩu, có thể y theo chính phủ pháp lệnh, nhanh chóng tự hành tố án. Đội chuyên cần cho biết trong vòng nửa năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Sở Di Dân áp dụng chính sách khoan hồng dành cho người nước ngoài quá hạn cư trú tự nguyện ra trình diện thì sẽ được giảm mức phạt. Tuy nhiên, sau 6 tháng sau chấm dứt chuyên án này sẽ nâng cao mức phạt và tăng thời gian cấm nhập cảnh trở lại vào Đài Loan. Nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, từ ngày hôm nay, nhân viên hải quan sân bay sẽ bố trí trạm kiểm tra 100% tại cửa ra. Du khách sau khi xuống máy bay nhập cảnh vào Đài Loan sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ ba lô và hành lý xách tay. Từ 9 giờ sáng ngày 16 tháng 1 đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, tại sân bay Đào Viên đã tiến hành kiểm tra 54 chuyến bay với tổng số 8.929 hành khách để du khách tự động vứt bỏ 123 sản phẩm thịt. Mặc dù hiệu quả khá tốt, nhưng phải huy động đến 656 lượt nhân viên thi hành nhiệm vụ cũng khiến lực lượng hải quan vô cùng bận rộn. Thủ tướng Tô Trinh Sương hạ lệnh phải kiểm tra toàn bộ hành lý xách tay. Hiện lực lượng hải quan chỉ có thể tự cố gắng xin trợ giúp từ cấp trên. Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật hy vọng nhanh chóng đưa 6 máy chiếu X-quang vào sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực. Ủy ban năng lượng nguyên tử cho biết máy chiếu X-quang có thể hiển thị hình dáng của đồ vật có mật độ khác nhau sẽ hiển thị hình ảnh đậm nhạt khác nhau và kết hợp với hình dáng để phán đoán nên có thể phân biệt được giữa một viên sắt và một viên thịt cùng kích thước. Theo Cục Phòng dịch và Kiểm dịch Động thực vật, hiện tại máy chiếu X-quang là các thiết bị tiện lợi và hiệu quả nhất. Mặc dù sức người có thể kiểm tra hơn 8 người trong một phút, nhưng nếu có máy chiếu X-quang có thể kiểm tra mà không cần mở hành lý, hiệu quả cao hơn. Tối ngày 17 tháng 1, ông Kim Jong-un, trợ thủ đắc lực của lãnh đạo Triều Tiên đã đáp chuyến bay đến Mỹ, gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Theo thông tin báo chí, sau Tết âm lịch, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến thăm Việt Nam, vì thế Việt Nam có khả năng là địa điểm diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Kim Jong-un dự định sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 18 tháng 1 theo giờ địa phương và mang theo lá thư do chính tay ông Kim Jong-un viết, hy vọng có thể quyết định địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới và thảo luận một số chi tiết về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với mục tiêu giảm bớt sự bất đồng, giúp cuộc họp thượng đỉnh diễn ra thuận lợi. Theo hãng Reuters, sau Tết âm lịch, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới thăm Việt Nam vì Hàn Quốc và Việt Nam đều muốn đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và Việt Nam có thể là địa điểm tổ chức cuộc gặp Mỹ-Triều.